Chào mừng các bạn đến với Top 7 Channel. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nhé. Video hôm nay Top 7 giới thiệu với các bạn top những tập phim hay nhất của nữ diễn viên Emi Fukuda. Xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. 1. Chồng nhát gan, nhìn vợ ăn khoai nhà hàng xóm. Akio và vợ sống trong một căn hộ chung cư ở phía Bắc Kanto. Cuộc sống của hai người vô cùng hạnh phúc, ngoại trừ việc Emi luôn tỏ thái độ không hài lòng với người hàng xóm. Anh ta có vẻ là xã hội đen, nói chuyện lúc nào cũng to tiếng làm ồn cả khu chung cư. Thậm chí còn hút thuốc tại nơi công cộng khiến phó chủ tịch hội phụ nữ như Emi không chịu được nữa. Cô muốn Akio sang nói chuyện với anh ta, nhưng Akio cũng hơi sợ nên không muốn. Emi đành phải tự mình sang đưa thỏa thuận chung của cả khu chung cư để anh ta ký vào và làm theo. Nhưng Emi không ngờ anh ta lại để cô ra và làm nhục cô. Anh ta còn chụp ảnh lại và dọa sẽ phát tán những tấm ảnh này nếu cô không nghe lời. Akio trong một lần đi làm về phát hiện ra vợ đang bị hắn ta bắt vợ mình ăn khoai. Cậu chỉ dám đứng xem mà không dám ngăn cản. Và rồi, khi cậu nhu nhược không dám làm gì thì vợ cậu dần bị hắn ta thay đổi và biến trở thành gái bán hoa để đi kiếm tiền cho hắn ta. 2. Không thể tập trung làm việc vì chị gái liên tục đòi ăn khoai. Vừa viết xong một phần của bài luận văn tốt nghiệp, Hatari và bạn trai liền rủ nhau làm tình tích tịch tình tan coi như phần thưởng cho sự cố gắng nhiều ngày của cả hai. Trời chiều thay, đang lúc cao trào thì Hatari lại buồn đi vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa phòng thì cô chị gái Emi với thói quen không mảnh vải che thân khi ở nhà, bước vào khiến cả hai vô tình nhìn thấy cơ thể của nhau. Đặc biệt cậu bạn trai cứ nhìn chằm chằm vào hai quả bưởi xanh của cô chị, còn chị ta thì chỉ chú ý đến củ khoai đỏ to chà bá với một mưu mô đen tối đang được ấp ủ trong đầu. Sáng hôm sau khi cô em gái vừa đi làm, với chiếc đầm không có đồ bảo hộ bên trong đang mặc trên người, Emi đã đứng trước mặt và liên tục dùng những từ ngữ tục tĩu, biểu cảm ham muốn gạ gẫm cậu trai trẻ. Body hấp dẫn, tính cách của dâm cô nương, khuôn mặt xinh đẹp. Tất cả những thứ đó cô đều vượt lên trên em gái nhiều bậc nên chàng trai kia dễ dàng đổ gục cũng là điều dễ hiểu. Những cuộc tình vụng trộm lén lút của họ bắt đầu diễn ra êm đềm từ đó, cho đến một hôm cô em gái ngây thơ Hatari phát hiện mình bị cắm sừng. 3. Chuốc rượu say hấp riêng bồ cũ của bạn. Mặc dù yêu nhau đã rất lâu nhưng Emi cùng bạn trai Yuji vẫn không thể hòa hợp với nhau trong chuyện chăn gối, vì anh bạn trai sở hữu củ khoai quá khiêm tốn lại yếu môn lý và không có kỹ thuật làm tình khiến cô nàng rất buồn. Một hôm Yuji gặp lại người bạn cũ ở trường và họ đã cùng nhau đi uống rượu để chúc mừng. Nhìn thấy thằng bạn chim nhỏ lại có em người yêu Emi Fukuda cực kỳ ngon múc khiến thanh niên kia ghen tị. Quyết tâm lập kế hoạch hấp lược bồ bạn cũ. Nhưng một quy luật của tự nhiên yếu môn lý thì không thể có tử lượng cao. Chỉ vài ly rượu Yuji đã lăn ra ngủ để lại cô bạn gái Emi bị ép uống rất nhiều. Đó cũng là lúc tên bạn khốn nạn bắt đầu thực hiện kế hoạch. Do đã có men rượu kích thích cao độ và đã lâu không được lên đỉnh núi, nên cô nàng Emi đã dễ dàng ngã vào vòng tay tên bạn cũ khốn nạn của người yêu. 4. Thử lòng em rể. Đang là một nữ sinh trung học xinh xắn, đáng yêu kèm theo đó là những tính cách, biểu hiện của tuổi dậy thì cho nên Emi Fukuda thường hay cuốn quýt lấy anh rể. Để có thể thỏa mãn phần nào sự hiếu kỳ mà bất kỳ cô thiếu nữ nào cũng đã từng trải qua một lần trong đời. Nhưng mọi việc mà cô làm không dừng lại ở đó, càng ngày cô càng trưởng thành hơn, kéo theo đó là những suy nghĩ, hiểu biết về chuyện chăn gối cũng lớn dần, đặc biệt về khoản kiểm soát tâm lý của bản thân. Cô luôn cảm thấy tò mò, muốn khám phá về chăn gối, nên thường xuyên có những hành động gợi cảm, đột kích anh rể mỗi khi cả nhà đi vắng. Đỉnh điểm là khi cơn nóng vượt qua giới hạn khiến ranh giới giữa anh em đã bị vỡ nát hoàn toàn, thay vào đó là một cuộc tình loạn luôn, vụng trộm diễn ra giống như một cặp tình nhân vậy. 5. Hai cô đồng nghiệp quyến rũ và anh thanh niên may mắn. Yuki luôn lơ là trong công việc, hiệu quả làm việc của cậu rất kém. Trong chuyến tập huấn của công ty, do có sự cố nên cậu không có phòng để ở lại, các khách sạn khác cũng đã hết phòng. Emi và Hana, đồng nghiệp của cậu đã cho cậu ngủ chung phòng. Trước khi đi ngủ, mọi người cùng đi uống rượu với nhau. Emi và Hana đều uống rất nhiều rượu. Vừa lên phòng thì Hana đã ngủ say, còn Emi thì nhờ Yuki cởi đầu và massage giúp cô. Không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của Emi, Yuki đã ôm lấy Emi và xâm chiếm lấy cô, bắn hết toàn bộ đạn dược mà bấy lâu nay cậu tích lũy vào bên trong người Emi. Khi Emi đi tắm, Yuki vẫn chưa thấy đã cho lắm,
cậu tiếp tục lợi dụng việc Hana đang ngủ say để xả toàn bộ những viên đạn còn lại bấy lâu nay vào trong người cô. Emmy phát hiện và cả ba bắt đầu điên cuồng lao vào choảng nhau, đắm chìm trong trận chiến leo lên đỉnh xuyên đêm tới sáng. 6. Làm thịt cô hàng xóm kế bên ngay bên cạnh chồng. Tôi mới chuyển đến căn hộ mới thì đã gặp ngay rắc rối với cô hàng xóm Emmy. Căn hộ này cách âm không hề tốt. Mọi âm thanh nhỏ nhất đều bị hàng xóm nghe thấy. Emmy liên tục sang phàn nàn về tiếng guitar, thậm chí cả tiếng gõ bàn phím của tôi. Lúc nào cô ta cũng tỏ ra mình cao quý và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Và tình cờ tôi phát hiện cô ta đang ngoại tình với một người đàn ông khác. Tôi đã thu âm lại và dùng nó để bắt cô ta nghe theo mọi yêu cầu của mình. Và vị trí giờ đây đã đảo ngược. Cô ta giờ đây chỉ là một món đồ chơi của tôi. Tôi bắt cô ta phục vụ tôi ngay cả khi chồng cô ta vẫn đang ở bên cạnh. 7. Vụ trộm với cô em gái của bạn thân. Đến nhà bạn thân chơi trong dịp nghỉ hè, Emmy Fukada đã có một kỷ niệm đánh vần vụ trộm khó quên. Ban đầu tưởng chừng Fukada là một nạn nhân, nhưng bản chất dâm dâm cô nương của nàng đã hiện ra rõ rệt. Chính cô mới là người hấp lực, em trai của bạn mình. Khi đi ngang qua phòng của chị gái, chàng thanh niên dựng lại. Chiếc váy ngắn Fukada khi quỳ xuống làm lộ ra cái quần nhỏ nhỏ màu đỏ thẫm cùng cặp chân dài thon gọn trắng nõn. Nó khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân mình. Cậu móc cổ khoai ra tiến tới cho ngay vào cối xay của cô bạn xinh đẹp của chị mình. Tưởng chừng Fukada sẽ nói ngay cho người chị về hành vi của em trai kia. Nhưng không, mọi chuyện bắt đầu tiến xa hơn vì Fukada thích vậy. Các bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất. Hãy bình luận về nữ diễn viên trong làng phim Nhật mà bạn yêu thích. Top 7 Channel sẽ giới thiệu tới các bạn các tập phim hay nhất.